cảnh thiên hạ vô ngọc hoàng, giá ngự cảnh thiên thai, đèn rồng cao ngất lâu đài trang nghiêm. Thánh gia hồi cúc thỉnh bái tam tòa chúa tiên, nay năm trăm giang từ trung sang đồng, thiên tiên công thỉnh thầy mẫu đệ nhất đi thiên tiên, thanh vân công chúa thượng thiên đi ngự đầu đồng. Ngân chư Phật niệm toàn thân, Nam mô Hương Vân Thái Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Hương Vân Thái Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Hương Vân Thái Bồ Tát Ma Ha Tát. Sơn thánh gia hồi cúc đệ nhị thánh thiên na công thỉnh mời mẫu đệ nhị thánh nhi tiên na tích xưa sinh thành sông sơn xem lan giải lan lôi nhiệt tinh vượng gia vô từ mẫu đức vô hỏa hồi đắc thanh tịnh trí tâm kim cương nhất chu biến tập phúc nam mô vân cái bồ tát ma ha tát, nam mô vân cái bồ tát ma ha tát, nam mô vân cái bồ tát ma ha tát. Xem lan thánh gia lần lần nóng nóng đứng đưa mẫu ngự đền thoại cúc cúc rời đền chân giang phân khởi xúc thiên thượng đệ tử kiên thành nhiệt tài kim lô phong khoảnh khắc nhân huân tư tư ban biến thập phương tích nhật ra dù miễn đạn thiêu tài trương. Nam mô hương vân vân cái bồ tát ma ha tát, nam mô hương vân vân cái bồ tát ma ha tát, nam mô hương vân vân cái bồ tát ma ha tát. Văn võ quân 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 tấu đức ông trần triều, văn võ quân quân thần anh linh nghi tông giáng ân cần người giúp cho. Kéo đi đường vừa đường chính chính cơ đội lào nghiêm chỉnh trước sau đảo vũ ơi
truyền phán các quan ông về truyền phán các quan tả văn liễu võ lưỡng bát đáo bản lệnh triệt quân bộ đôi hà thiên binh vạn mã ngàn kéo ra lệnh triệt thiên đôi vạn thư khai quang sóc nhan thấp cơ hiệu khai quan trương đạn dương ngã tích cao cũng giảm kim phụng hoàng lần gần thành chúa tiên trung trung cường văn sớ dâng lên o dược con có sớ dâng lên ông về đấu đôi chép biên rõ ràng phi cho họ dược vinh an chữ phú chữ quý khắc linh thọ trường phi cho dũng mạnh đôi đường cờ hiệu ông về trước bạch xa vô
hôn đức ông cương thường trí dũng võ đường thao khiếp động tà gian tiền liên ba trẻ tùng tùng hoành hải ninh mong cái lưu danh muôn muôn đời. Tôn quan đi lại năm chắc xa từ chung mà oai hùng mà lục sĩ thân đồng tôn quan lục lục chi thông đi quyền thua tam giới phi phong đi phép mơ màu nghỉ hoàng lân cận thánh chúa tiên trung vương gia đăng thất
ra ân từ bi mong chúng sinh cô ngã kim kinh lễ hay quang cấp thì cờ hiệu quan về chiếu đàn diễn. Khai quang sắc nhà thấp thì cờ hiệu khai quang chiếu đàn duyên ngã tích tăng cũng rằng kim phụng hoàng lần lần thánh chúa tiên trung vương tài mã dâng lên hôm nay tài mã dâng lên quan về tấu đôi chép biên rõ ràng phi cho để bình an sớ điệu dâng lên ngày lành văn sớ dâng lên quan về tấu đôi chép biên rõ ràng phi cho họ dương bình an họ dương bình an phi cho họ dương bình an chữ phú chữ quý phang linh thọ trường phi cho dũng mạnh đôi đường chân tư cận lương tiên bạch
không chê đức khối cao minh phả biến tầm phương chi thế giới tâm thành tò đảo ngưỡng văn tam tứ phủ chi chứng minh nhất niệm trí thành thiên tâm tất lập viên đại ô bề việt nam quốc phong thành phố chân hoàn an tây hoàng đa số hiện cư tại quê Việt Nam quốc gia địa thành Nam tứ quận Mỹ Đình một phường gia số cao ai trên ngàn bốn trăm linh ngàn trên hai điều đi vô thiên tử phường mơ hùng Phật thánh cũng rõ ràng hạ thiên tiến thỉnh Phật thỉnh thánh tòa cung anh giá chắc dáng thương đồng tạ ơn tiên thánh bách như nhật cờ an điện hoàn ký phố tàu quan tôn ngang phụng sự pháp đàn cờ bãi bất phật tầm xa nội bình an độc tài quản kiến tăng thiên trường hờ kê thần mộng đồng theo nhang nước dũng bản bành sinh lượng pháp nhỏ như này thanh được tầm thần kế kim tấu dẫn trình cô anh đồng xương thiên đạo kim sinh đức gần nước tam đồng tứ quế hiệp đồng xa cướp nhận ngưỡng can anh của giá quan công niệm rằng đảng đạo minh bạch nước mang công anh đồng số ký linh cô thiên cô mạnh từng căn lũ hồ tê tử rất tâm tưởng vọng mà cảm qua vì tự nhân đường thiết chi vì cung ngài chính lễ do thì kim nguyên ra nhà tu quyết nhân hoa kim ngân quan vào nhân quốc cấm thuận đông chủ tịch cung phụ trần cảnh phụ sở văn trí tâm bái liên phụ trí công kim rất ngọc hoàng nhân trung cao thống lý ngọc bệ hạ thiên là thiên thánh bao đệ nhất tiểu dùng thiên thanh vân vạn hoa công chúa thanh cung hà văn chiêu vị vân sai cai đồng của mình công chúa thiền thiên phổ tứ thiên sứ là trưởng và tào quan nhất thiết đánh chúng về thiền thân cung chỉnh địa phủ chỉ cung bất thần phong đô nguyên thiên tái đế ngọc về à địa thiên thánh mẫu đệ nhị quỳnh huệ dung liễu hạnh công chúa sắc thần phong chế thắng hòa hiệu đại vương tái cấp la ban cấp chế ma và bồ tát thị châu cung tiến à hoàng thái tử vương quan chư vị thân sai cai đồng về mệnh công chúa thế thiện thiện thủ thiên ma sứ tả trưởng ba tào quan nhất thiết anh trung về thiện thần cung thỉnh hạ đủ trí tôn bồ tát can lâm đại đế ngọc về à thì tiên thánh mẫu đệ tam xích lân long ngữ ngọc bạch đồng đình trung thỉnh tinh công chúa tinh quyết là hoàng thái tử vương quan chư vị thân sai cai đồng phủ mệnh công chúa thế thiện không anh sứ đã hà bá thủy quan tam đầu kỷ nhất thiết thánh trụ về tiền thần kim cung thỉnh nhạc trí tôn ngũ nhạc thái đế thân hương ngọc về nhạc thiên thánh mẫu đệ tứ đồng ngàn đệ bài đại vương trưởng sơn đông bạch thanh công chúa sơn đồng hà nhạc hoàng thái tử vương quan chư vị thân sai cai đồng phủ mệnh công chúa thế thiện lấy hộp lọ kẹo, lấy hộp lọ kẹo. Tiên minh chờ đợi cách thành thần tai nhau mấy năm trời chỉ mang nhất đơn kiến ra vạn gọi cửa nhà các màu thánh vân bất thắng kinh kiến nhất thành ý chí gần giữa thiên văn kỷ ở liên hạ thiên ngũ công nguyện gì đặc nhất các nhật thần về tử tố thủ hòa nam bách mái thường tâu quan về tổ đôi biên rõ ràng phê cho họ Dương Minh Bình chữ phú chữ quý khang linh thọ trường phê cho Dương Mạnh đôi đường
dũng mạnh đôi đường phê châu, dũng mạnh đôi đường ngược. Cầu sao được ấy phúc phúc lại hạ, trừ đồ cho đệ tử bình an. Văn sư dâng lên não dù con có sư dâng lên, quan về tổ đôi phê biên rõ ràng phê châu nhị tràng sinh. Phê cho nhị chàng sinh nhớ chữ phú chữ quý khang linh thọ trường, phê cho dũng mạnh đôi đường. Có lá sơ hồng trần gian, có lá sơ hồng để trước công đồng đồng Phật Phật thành chư chư minh quan về dâng sớ lên trình. Dâng sớ lên trình quan lớn lễ, dâng sớ lên trình nhà trình lên thành bộ trình nhà đức vua cha trình lên tứ phủ hội đồng. Giữa dòng lệnh
nghe đây nghe nghe. Chốt lấy riêng là ta khai quang song nhan thấp cơ, khai quang chứng đàn riêng ngã tích tăng cùng giảng kim phục hoàng lân tận thánh chúa tiên trung thường gà thấp già ân từ bi mẫn chúng sinh nhạc cố ngã kim định lễ khai quang thấp cơ hiệu quan về chiếu tử trung. Không dám đơn sai, không dám đơn sai, dốc lòng không dám đơn sai. Trên theo Phật thánh, dưới theo đồng thầy định thần, không dám đơn sai. Văn sơ dâng lên họ dược con, có sơ dâng lên trình quan tam phủ, chép biên rõ ràng vì cho họ dương bình an. Cầu sao được ấy phúc phúc lai hạn, trừ đường đường cho giúp mạnh đôi đường, giúp mạnh đôi đường phê cho giúp mạnh đôi đường, nghìn cửa nhà phú quý phúc phúc lai hạn, trừ đường đường cho đắc lộc tài sản.
xa ân ân từ bi lâm bất chúng sinh cố hóa kim kinh lễ khai quang thập vị cờ hiệu quan về chiêu mã văn khai thủ thủ thông minh khai nhớ nhớ trong sáng khai nhĩ thời nhị thị khai tổ tổ thông thuyết khai tâm tâm hoan hỉ khai túc lặng vô hành quan về chiếu từ con thỉnh mời ông lớn đệ tam phương.
vương phi diện mạo dung nhan cát thương. Thank you.
cơ lệnh truyền thiên đội vạn cơ. Quân quan bây giờ chắc ra mệnh lệnh trước là bảo hộ gia đình, sau là thu chóc, và tình phép này ra uy trần thế biết tay. Trần thế biết tay ra, trần thế biết tay ngự lên đồng tử cứu dậy nhân gian, cứu đâu thời đó bị sớ điệp dựng lên họ dựng con, có sớ dựng lên quan về đấu đôi chép biên rõ ràng phi cho họ dựng vì cơ hiệu hai quang chức chức từ chung ngã tích tăng cũng ra kim phụng hoàng lần lượt là thánh chúa thiên trung vương. Thank you.
tư. Tước nghi công hầu chi tăng đại vương bảng vàng thanh thọ vô cường hiếu trung tiết nghĩa đổi đường vẹn hai tài cung kiếm ông lớn xanh hàng võ tử văn kinh luân vi tự trường tô phòng lưu ma tượng giang hồ cung nghe cung đàn dưới nguyệt con đỏ trên sông sông Tranh ơi sông Tranh non nước còn ghi trận tung hoành lẫm liệt hùng gương trang sĩ tài danh còn để dấu anh linh ai đã về qua bên sông Tranh nhớ người trang sĩ tài danh tuyệt vời dẫu rằng nước chảy hoa châu sông Tranh kia dù cạn nhưng công nghi người vẫn còn ở đây loa đồng hỏi bên sông Tranh lòng đào cứu nước tung hoành là của ai sông Tranh đáp tiếng trả lời của quan đệ ngũ sáng ngời thiên ni công trên bát mê ngát ngát đôi long long xà hồ phụng nốt tam đầu cuộn
một khúc khúc trầu lên. Lần dần đi phượng múa hai bên, quan tuần trăng sáng ngự trên sập rồng. Tôn quan vạn phép muôn linh, quyền ông thái quản tương ông tinh nhà trời. Ngự đồng ai, ngự đồng ai, mình lệ quyền bóng quý nước uy trời, tế độ muôn dân. Đùng đùng nổi chắc chắn phong vân vân, thương đồng ban phép cứu dân dân quan trừ ta. Kỷ hợi liền hạ thiên vũ nguyệt nhị thập nhất nhật thần đệ tử mộc ân thanh đồng thủ nha đăng tâm điện cư sứ nguyễn liệt cũng nhất tâm trở bản tâm thành ra cái tâm tâu đầu bị hoại tinh thần anh em của chúng ta. Đấy đầu làm ngay lấy vai làm bắc thế anh em ta dáng bản nền bản tự thường đặng thần chứng tâm bản tự thiên tự cư xứ trung đặng thần chứng tâm đệ tử một ân thanh đồng thủ nha hạ đặng thần chứng tâm đệ tử một ân thanh đồng thủ nha để cho họ dương của ta được từ đây từ đi từ chi sửa lại đầu ngọc nha tai mang đỉnh thần phát triển anh em của chúng ta phúc lai tai tâm thương hoặc anh hùng lập hải thực tiến được ăn được của đất nước xương chúng ta là chứng tâm cho bách gia trăm họ thanh đồng đạo khoa với pháp hòa cơ sứ các thanh đồng thanh đoàn chúc chúng ta ra còn riêng ai vân vân hàn chưa qua kêu quan đệ ngũ bệnh bệnh đà mình tặng tặng ngay thánh gia hồi cấp nghề đồng đình con vua cha bát hải đồng đình tôn quan điều thất anh ninh khác thường là con vua thứ hai đời lê thái tổ làm quan đi trong triều thánh gia hồi vui vẻ đến rồng sớm mai châu ba đệ nhất vui vẻ đến rồng ngày chơi phú chính lầu hồng châu ba đệ nhất vào dài thánh gia hồi cùng đêm đông buông sương rơi lác đác tiếng lá rừng rừng sao sạc lắc cánh dê kêu đuổi núi băng băng thanh nhẹ chúa bà giáng sinh trên đất tổ đông đông cuồng lầm thần ngày mắc bắc giờ dần dần ý ra vào lệnh
một lành quyền cao. Con sông sông gì rào sông vô lối mòn nề vào cho tới mẫu dâng nghi văn tiên thánh trên ngàn đồng đồng ngày cuồng tuần tuần quan ni ra đàn chân đây. Vì ngàn cách như khuya nguyện lặn là sao ta đi
nước soi đường, soi cho người bạn người đường lên nương. Đêm canh khuya dầu đốt thuốc soi dầu trình đệ tử dân gian, trước trình thần thánh sau trình chúa cha, trình lên mẫu mẹ trên tòa. Châu
cầu vui chơi nước nhược lọt đầu y à y à vui chơi nước nhược ngon bồng bồng phu cá đã đền lên sông 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 cả sông thao đôi lần dần phượng múa thấp cao y à.